Hello anh em bà con, Thịnh Bến Tre đây. Thịnh Bến Tre có rất nhiều xe lên cho anh em mình, con xe bán đủ nè. Con cốc giống vậy bên em còn xì bắt em còn tới 3 xe. Y10 về còn 2 xe. Còn Morning cũng còn 2 xe. Mấy nay xe cốc bán chạy anh chị. Quá trời con cốc rồi bán hết trơn rồi, bữa tới 20 xe cốc. Nay còn được khoảng 9 chiếc thôi. Anh em thấy không? Xì bắt bên kia 86 triệu nữa nè. 86209. Con đây thì đời 2012, bản đủ em bán 158 triệu và trong nhà còn một con màu xanh két. Xanh kia bằng xanh két giống xanh đó đó anh chị. À, xanh đặc chuối quá chứ không phải xanh két đó. Thì xe kia mình bán 138, con kia bản thiếu, con này là bản đủ nha. Con này là máy 1.2 là bản đủ nè. Đó, thứ nhất thứ hai nữa đó là sẽ có là bản full nha. Bản 1.2 là đủ rồi nhưng mà thêm bản full cái nữa. Full nó là gì? Nó sẽ có thêm có ABS và nó sẽ thêm được có túi khí, nó thêm được cảm biến da, thêm được body, thêm được ba ganoc, thêm được đuôi gió, rồi chủ lắp thêm cái cảm biến trước nữa nè anh chị. Sơn xe này hầu như là rất là mới, rất là đẹp, chỉ có 158 triệu thôi. ABS, túi khí, gương kính chỉnh điện tùm lum hết trơn á. Xe zin nguyên bản 4 mâm 4 vỏ còn rất ư là đẹp anh chị nha. Chất xe đẹp, có đuôi gió gạt mưa này anh em thấy không? Về đi thôi, biển Vũng Tàu xe ngay chủ về đi, có 158 triệu đợi gì nữa. Không thích thì qua đây có Y10. Y10 này thì là bản thiếu chứ không phải bản đủ, mâm sắt anh em thấy không? Đó, mình có sao nói vậy, không có giấu anh em gì hết trơn á. Xe này thì có dịch vụ taxi nhưng được cái giá rẻ, 2014 nhập Ấn Độ, 165 triệu. Che nắng che mưa, sơn xi mới, máy cực kỳ im nha, máy cực kỳ im chất lượng nha. Y10 tất nhiên sẽ chạy ngon hơn xì bắt rồi. Tuy Y10 này ba máy nhưng nó là xe nhập, nó chạy sướng hơn xì bắt nha. Cái đó nào ngay nói hợp. Đó, nhưng mà xe này thì đi ít cái số hơn con Y10. Xe này đúng gia đình, cái cửa mở còn cứ ngắt luôn nè anh chị không nè, cái cửa mở nè. Mấy con ốc cửa này là dường như là chưa mở luôn anh chị, còn mới tin nè không. Đó, dàn ghế là ghế zin. Dàn ghế là ghế zin nha, túp lô túp ly đúng đẹp luôn. Không taxi dịch vụ gì hết, những cái bon điện còn nguyên bản nè. Đó anh em thấy không? Ba ga nóc ngon lành chưa? Đó, anh em nhìn nè, ngon lành hết chưa? Về đi thôi. Đó, túp lô túp ly đúng xe đẹp luôn không? Bằng hờ túp lô túp ly nè. Đó, có 158 triệu đợi gì nữa. Trần thì đã bọc mới lại cho anh em rồi, chạy cho nó mát. Dàn ghế rất là đẹp, những cái nút giật này còn rất là mới luôn nè không? Nút chỉnh ghế cũng còn ok. Bách cửa nè, anh em nhìn những cái bon nè, rất là đẹp. Ừ chưa, ok chưa? Đúng không? Dàn ghế thì khỏi phải nói, dàn ghế cực kỳ chất lượng. Vô lăng cực đẹp luôn. Túi khí nè anh chị không? Xe được trang bị có túi khí nè, có ABS nè, có màn hình Android nè. Em vô xe em nổ máy cho anh em mình nghe phần tiếng máy của xe luôn. Đó, xe chạy 144.000. Chạy 144.000, anh em về sẵn việc lên xe đi. Màn hình chà bá luôn anh chị nha. Anh em nào nói chung là anh em về là anh em ưng ơi chứ không có chê được đâu. Đó. Em về đi thôi, đèn đốm ngon lành. Chờ lực khước lái nhẹ hiều, xe không báo lỗi nhỏ luôn. Vô lăng của rin của nó từ ngày xưa tới giờ luôn anh chị ha. Quá đẹp, quá sắc nét luôn. Em giật capo cho anh em mình nghe cái phần tiếng máy của xe nha. Có cho nợ, có bán thiếu, có đổi xe, giao lưu bù trừ. Đó, và có cái bệ bệ ở dưới này chị ha, ba body ha. Đó. Gầm bệ cực nét. Đó. Cây bô mới tinh luôn. Đó. Lòng dè cua dè còn rất ư là đẹp, bon điện riêng hết luôn nè. Nói chung là xe này đẹp anh chị ơi. Em nói đẹp là đẹp, anh em yên chí. Ủa sao đè lên capo tiêu rồi. Không phải đè đâu, capo dây nó bị dùng rồi anh em ơi. Ây da. Cái máy cực kỳ im luôn anh chị. Capo bị dùng này phải hai người, nó hơi dùng ha. Còn mình giật mạnh thì nó lên. Đó. Dây lâu ngày bị dùng quá anh chị. Ốc capo chưa mở luôn nè anh chị. Sùng chỉ kêu kỹ là nguyên bản, nỉ cách nhiệt còn zin luôn. Bon điện còn zin hết luôn nè. Đó, cái máy là 4 máy, động cơ máy là 1.2, mặt máy còn sáng giới luôn. Nói chung anh em nào đang đi xe gia đình là mua chiếc xe này là anh em thích liền. Anh em nhìn cái bình cát nước nó rin nó luôn nè. Bình cát nước còn rin luôn nè. Thắng ABS nè. Ngon lành chành mây chưa? Bon điện phục nè, đầy đủ zin hết. Nói chung là xe này là không có chỗ chê anh chị ơi. Cái máy anh em nhìn nó sáng giới nè. Cái máy nó sáng cỡ này mà chê gì nữa là chê đúng không? Xương đầu sexy rin hết. Xe này mà đổ hơi đổ khói cho luôn chứ xe anh chị không bán nha. Cái nào nó ok là ok, anh em cứ qua lựa chọn lái thử chạy thử vô tư. Để cho anh em mình 158 triệu bao xài. Đó, rất là nhiều xe đợi anh em mình luôn, Thịnh Bến Tre có rất nhiều xe. Anh em quan tâm mẫu nào nhắc máy alo mình 0866 678 971, 0834 33 3371. Em cảm ơn và hẹn gặp anh em mình clip tiếp theo nha.